Ông địa ơi, năm nay phụ hộ cho con học sinh giỏi để mẹ con đánh con chết. Cảm cảm giùm con. Trời ơi, con nhỏ này nó ở nhà thấy nó quay tóp tóp mà nó có học cái gì đâu mà hả? Đòi học sinh giỏi không để ta đi học giùm nó trời. Nè Nhan Thơm nè, ông hửi đi rồi ông phù hộ con. Ví dụ như mấy cái làng nhang mình đổi mùi rồi gu xì hơ mạt rồi được không? Trời nhức đầu quá, hửi mấy chục năm nay ngán quá ngán rồi. Nè bây giờ ông uống nước đi, rồi mốt con cúng cà phê đen cho ông nha. Trời ơi, nó thấy hả? Mình không nói chuyện thì với nó cúng cà phê được nó cúng hoài. Cà phê đen uống được, cà phê sữa nữa. Đi ra ngoài uống cà phê, cà pháo thì uống trà đào dài dài. Tới lúc cúng cúng nước lọc cà phê đen không à. Ơ trời ơi, con quên cúng cục thịt luộc cho ông rồi. Trời ơi, đi ra ngoài nó ăn thì nó ăn bò nướng đá, nó ăn lẩu hà giá lồ, nó ăn hải sản cua hoàng đế. Về nhà nó cúng thịt luộc không à. Rồi thịt luộc nó còn muốn cho được chén nước mắm nhỉ, nước mắm nêm nữa. Thịt luộc không à, chán nhách. Nhiều lúc thấy nản ghê luôn, làm ông Địa cũng khổ không sướng đâu. Ủa sao hôm nay ông Địa mình kỳ quá vậy? Rồi ông nè, ông hít đi rồi ông phù hộ con mua bay bán đắt nha. Bán thì dở, giá thì mắc, người ta chê thì chửi, biểu xong ế, mỗi lần ế vô đây xin cho bán đắt. Gặp tao thì có tiền tao cũng đi qua quán khác tao ăn chứ tao ăn ở đây làm chi, nói phản tao chịu. Chắc động thổ xin chuyển qua nhà hộ gia đình khác quá. Nhà gì cãi lộn đánh lộn suốt ngày mà cúng đồ ăn dở nữa. Trời ơi, gia can này vô phúc ghê, vợ chồng cãi lộn đánh lộn con thì phá của. Cha nhỏ ơi, ở đây là độ trì chứ không có độ xe. Mình muốn độ xe mình đi ra mình quậy ông bà già của mình đó, mình lấy tiền mình đi độ xe ok không? Nè, ông hít nhang đi rồi con cúng ông con vịt quay nha. Rồi con nhỏ này làm mất nhẫn chắc luôn. Năm nay 20 tuổi làm mất nhẫn 23 lần, vậy chi là một năm làm mất 1,5 chiếc nhẫn. 1,15 chứ. Xin lỗi nha, 1,15 chiếc nhẫn chứ. Nó làm mất nó không tìm đâu, nó tới thắp nhang, nó xin ông Địa, xong nó đi ra cái chỗ đó làm mất nhẫn. Cái thấy chiếc nhẫn nó kêu ôi ông Địa hay quá, ông Địa linh quá. Ông Địa ngồi yên chỗ có làm gì đâu. Ông biết ai độn tụi nó mà cứ mất nhẫn là tìm ông Địa không à. Mà ông Địa không có giúp được cái gì hết á, cũng tự nó tìm không. Rồi mình mất nhẫn á thì mình đi tìm chiếc nhẫn trước đi, khi nào mà không có mình hẳn vô tâm linh tâm đồ. Rồi giờ cúng vịt quay ăn không? Ăn.